Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đại cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng mà tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một em Suzuki đời 2011 phiên bản thùng kính. Xe cực kỳ gọi là đẹp luôn anh em. Nước sơn màu trắng rất là bắt mắt. Niên hạn sử dụng nó 136 nha anh em. Xe đời cũng còn rất là cao. Tải trọng cho phép chân hóa là 615 kg, phiên bản thùng kính dài 2m1 60, chiều ngang là 1m6 và chiều cao là 1m6 nha anh em. Thùng tiêu chuẩn rồi, sàn sắt, thùng hai lớp, lớp ngoài nóc dập sóng, ở trong là lớp tơ len kẽm, ở giữa cái khung xương là lớp mất xốp. Thùng rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đó, khối lượng toàn bộ em nói là 1,9 tấn, khối lượng mãn thăng là 1,2 tấn. Đó, khối lượng cho phép chở hàng hóa là 615 kg. Đó, đường kính mâm là 14 inch, vỏ không ruột, thùng bọng chắc chắn, cabin rất là đẹp, chassis không bục mọt, mọi thứ đều rất là ok. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình, anh em xem xe trải nghiệm mà lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nó về phục vụ đích cho nhanh. Mình đã vận chuyển hàng hóa của anh em, quý khách hàng của các bạn, siêu phẩm Suzuki Pro đời 2011, ghế bột da hai chỗ ngồi, TPW, cửa nhìn rất là sang trọng, 5 số tiếng, 1 số lùi nha anh em. Có máy lạnh đầy đủ, máy móc đồ rất ok, máy xăng nha anh em. Dung tích xi lanh của khối động cơ này là 1.6 lít, công suất nạc 68 kW, tại vùng tua 5.700 nha. Máy chạy rất là mượt anh em, cabin nội thất rõ rẽ, sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Đó, xe đăng kiểm còn tới tháng 5 năm 2024, xe chính chủ, ký ủy quyền mua bán đồ bình thường nha anh em. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe tải Suzuki sừng sò này cứ liên hệ trực tiếp với mình, hẳn anh em xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nó về phục vụ đích cho nhanh. Hiện tại vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của các bạn, máy khô rang, máy chạy im lắm anh em. Suzuki Carry Pro đời 2011 nhập khẩu từ Indonesia nha anh em. Máy của nó là 4 máy nha, full xăng điện tử nha, rất là im, rất là sướng và rất tiết kiệm nhiên liệu nha. Hai chỗ ngồi ghế bằng da cực kỳ sang trọng luôn. Nếu anh em quen năm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, hoặc anh em xem xe trải nghiệm lấy thử. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của các bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe đã cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.